Là cái đường mà hôm qua mình đi bộ không qua tối qua nay đi góc đường bên này nha, cũng rất là của hiện đại, của cổ. Bây giờ là mình sẽ đi vào lại chỗ nãy mình đi á, buổi chiều á. Nãy sáng thì chưa lên đèn á, bây giờ lên đèn chắc nhìn cái đẹp kiểu khác. Ở đây là phố cổ có nhiều đèn lồng, rồi có nhiều trang trí á. Mình muốn quay lại buổi tối để quay cho nó đẹp. Kiểu như là dấu trúc cổ ngày xưa người ta bảo tồn nên người ta lấy cái kính che lại mà thấy được cái đá cổ ngày xưa. Lý giang bi thủy yển thiên chiếu. Hoàng thành giao gia, sụ phong liễu. Trao sư vô giảng, đông kỳ giảng. Quan cảnh cân ai, xiao yáo lấu. Cô nãy mình mới quay đó, hồi nãy nguyên sau này bây giờ bao sao nguyên một con phố là điện ảo lung linh đẹp lắm mọi người, cảm giác đắm chìm trong những bộ phim cổ trang. Cái nhà mà chụp hình ra cho mình buổi tối chừng lắm đó, kiểu mình nếu mà ai cặp đôi mà đám cưới mà ra cho mình cũng như cột điện, nó mang nét hoài cổ đẹp lắm. Xung quanh nhà nào người ta cũng mở nhạc kiểu nhạc cổ. Như một con phố họ mơ đang ở đâu, cái này nó không thực. Thì là ngày xưa kệ 600 năm trước, ngàn năm trước thì họ cũng đi giống như mình, họ đang đi vậy cũng họ cũng đi buổi tối tuấn lửa hàng quán xá lan buôn bán chuyện gì người ta cũng đi giống như mình và cũng thành. Đó là chỗ này lồng đèn nè, bên này con cá chép á, giống như đang ở trung thu của Việt Nam mình. Đây mình quay lại cái chỗ mà hồi chiều mình qua bên này á, ánh đèn. Wow, đẹp lung linh luôn mọi người ơi, giống như đang ở một chốn thần tiên nào á, chiếu đèn đẹp quá. À, Ali, trà sữa Ali. Wow, đẹp mê hồ luôn mọi người, giống như đang là ở trong Mai Trận. Đẹp say đắm luôn. Cách cây, cái này người ta gọi là cách cây con gà Tây luôn. Mấy cổ kính lên quá đẹp luôn, vừa nhà cổ vừa có mấy cái đào, cây mai, mấy vai một cây đào. Xong rồi có nhạc cổ, trang trí kiểu cổ, nhà cổ, nhà cổ, trời ơi đẹp quá, mê đắm chết nhất luôn, đắm chìm trong đây luôn. Wow, đó là mình không thấy cây này nè, thấy đúng cây bèo nè.10 đồng 4 con. Nóng ngon lắm mọi người, tươi. Cái 25，来一份吧，梅姐。嗯 ，OK。在这扫。好榴莲，又香又甜哦。接过。啊，对。厉害。来，美女。咱们上。好榴莲，又香又甜哦。哎，好嘞。往我家。谢谢。放袋子里。 Tôi mua một phần sầu riêng nướng của Thái, sầu riêng của Thái nha. Wow, thơm lắm mọi người. À, một muối á, 25 đồng một muối. Cái này họ lấy hộp ra rồi, chỉ có thêm sầu riêng không thôi. Không hiểu là sầu riêng này họ có pha với bột không mà thấy cảm giác hơi khác chỗ sầu riêng bình thường ấy. Biết phải là người ta có pha bột chưa? Mà ăn cũng được mọi người. Nướng cảm giác ăn hơi khác cái sầu riêng bình thường. Cảm giác như là thơm. Để dành bột đi ăn thêm món khác nữa, sushi ăn thêm nha. Ngày mai mình đi thành phố khác, là bữa nay tối nay tranh thủ đi ăn là cái ở phố này nè, ăn thêm một vài món nữa nên là phải để dành bụng quá để không ăn hết được. Cái này dạng như là chua cay luôn, cái kiểu hương vị nó hơi khác một chút, không biết nó làm sao. Cái này có cái gì ở đây? Cái gì kiểu đậu hũ hay bột chiên gì đó. Có rau là mình thích nè, có cải ngọt, thêm miếng rau luôn. Wow. Vị đậm đà lắm. Có rong biển nè, có ớt, có rau cải, bún à, thịt bò, có nấm nữa. Nếu mà ai ăn thích về cái kiểu đậm vị đậm kiểu này, nghe cái mùi như mùi măng nữa, không biết có măng không? À đây có măng nè, hèn chi có mùi măng nè. Măng ngâm, măng tươi họ ngâm á. Măng chua. Đỡ ngán. Cái nấm này ngon mọi người, nấm với măng ngon, măng chua, cảm giác ăn không ngán. Ăn bao nhiêu cũng được hết. Ngấm. Là mình nghĩ là chắc là đậu hũ khô, đậu hũ ki hả, họ chiên lên. Đúng rồi, đậu hũ ki mà chiên lên á, giống như là mình ăn lẩu á, xong rồi họ chiên lên. Mọi người ơi, mình đang ở cái tháp phía sau, hai mình có hai cái tháp phía sau, một cái tháp gọi là tháp mặt trăng, một cái tháp mặt trời, cái màu trắng cái màu vàng đó. Ngay giữa gần chỗ cái khách sạn Mũi Nở nè, đi bộ cỡ khoảng chừng mấy phút là có cái hồ này, thì ngay giữa hồ này có hai cái bờ bên kia kìa, hai cái tháp đó. Ban ngày cũng đẹp mà ban đêm lên đèn đẹp hơn nữa. Xung quanh hai bên bờ hồ á có nhiều quán cà phê, nhà hàng nữa. Nhưng sau lưng có nhiều khách sạn nữa. mà ai mà ở khách sạn cái chỗ này là khách sạn cao tầng á, có cái view cao ở trên á, nhìn xuống hồ đẹp lắm. Phong cảnh về đêm là kiểu nó không quá xô bồ quá mà kiểu cũng ít người hơn. Ban ngày mình nhìn thấy nhiều xe cộ, nhiều người á, mình cảm thấy nó hơi xô bồ, chứ mà ban đêm tĩnh lặng hơn, có lên đèn, có nhạc, có xa không phải có nghe tiếng nhạc rồi tiếng nước đong đưa nè. Cảm giác thư thái dễ chịu lắm mọi người.